thử thách về cá nhân. Chương trình sẽ mang ra sân khấu những vị nhân có những cái khả năng đặc biệt để làm một cái gì đó gọi là thử thách. Và cái thử thách đó sẽ được đánh giá và thẩm định qua ý kiến cá nhân của mỗi một bạn khách mời ở đây. Thế nhưng để mường tượng ra được tầm vóc quan trọng của hai vị chuyên gia lý luận phê bình, thì thử thách cá nhân của vòng này sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về khả năng của hai vị chuyên gia này, bởi vì họ sẽ là người thực hiện thử thách luôn. Và thưa quý vị, ở mỗi một vòng thi chúng tôi sẽ có một cái giải thưởng riêng, và chỉ những người chọn đúng được người chiến thắng trong thử thách mới được quyền chia số tiền đó. Giải thưởng ở vòng này là 4 triệu đồng.